Rồi, chúng ta sẽ làm một số câu hỏi liên quan tới bài giảng số 5, phần ứng trái của hợp chất hữu cơ, phần 3, hấp thụ sản phẩm trái qua bình đựng 3 giờ tan. Chúng ta đến ví dụ 1. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thì thu được CO2, nước và nitơ, vô xi dư. Dẫn qua bình đựng nước vô trong dư, các khí bị hấp thụ trong bình nước vô trong là hai khí bị hấp thụ đó là CO2 và nước. Được chưa? Như vậy người ta hỏi là khí không bị hấp thụ, không bị hấp thụ là hai thằng này. Như vậy chọn có đúng là đây là câu B, đọc đề cho kỹ nha. CO2 hấp thụ là do nó tác dụng được với CaOH lần dư để tạo ra CaCO3 thuộc và nước. Còn nước bị hấp thụ là vì nó tan được trong dung dịch này. Chúng ta đến ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gram chất hữu cơ A rồi hấp thụ sản phẩm cháy của bình đựng BaOH lần dư. Thấy khối lượng bình tăng. Biết rằng số mol CO2 gấp 1,5 lần số mol của nước. Biết trong A có một nguyên tử oxy. Điều cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của 6x nhỉ, của A nha, ta ghi nhầm em nhé. Rồi, ở đây chúng ta đặt công thức của A đó là gì? CXHIO. Vì đề cho chúng ta là trong này có một oxy thôi. Khối lượng này cho là 1,12 gam. Chúng ta đi tác dụng vô oxy, thu được CO2 cộng cho H2O. Rồi. Cái đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy. Sản phẩm cháy đây chúng ta thường là CO2 và nước. CO2 sẽ đi tác dụng với BaOH các lần dư để tạo ra CaCO3 kết tủa, BaCO3 kết tủa. Có khối lượng là chưa cho. Nhưng ở đây người ta cho là gì? Khối lượng bình tăng là 3,36 gram. Rồi. Và người ta cho là số mol CO2 gấp 1,5 lần mol nước. Rồi, bây giờ em đang nghe chị. Bài toán này mình xử lý một cách đơn giản như sau. Em gọi cái số mol CO2 là A mol. Mol nước là A đi. CO2 gấp 1,5 lần mol nước. Như vậy đây là CO2 là 1,5. A, nước là A. Được chưa nào? Rồi, bây giờ người ta cho khối lượng bình tăng rồi. Khối lượng bình tăng. Đúng không em? Khối lượng bình tăng bao nhiêu? 3,36. Như vậy khối lượng bình tăng này. Khối lượng bình tăng là gì? Khi mình hấp thụ CO2 và nước vào nước vô trong thì khối lượng bình tăng tức là khối lượng CO2 và nước cho vào. Như bạn bị lẫn lộn là nước ở đây là nước ở một hay nước ở hai. Chúng ta nhớ là nước của sản phẩm cháy. Được không ạ? Đọc đề kỹ này. Chứ không hiểu sai ạ. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy có bình đựng nước đường Ba hoặc là dư. Như vậy cái sản phẩm cháy là hai thằng này. Chứ đừng lấy nước ở hai nha, sai đó. Như vậy khối lượng bình tăng này là bằng khối lượng CO2 cộng cho khối lượng nước, phải ghi rõ nước tại một. Ở đây thầy đề cho là bằng 3,36. 44 nhân cho 1,5A cộng cho bao nhiêu nhờ? Bao nhiêu nhờ? Cộng cho 18 nhân cho A bằng 3,36. Em tính cho thầy A bằng bao nhiêu? Bằng 0,04. 0,04. Rồi. Bây giờ làm sao để chúng ta tìm được công thức phân tử của A? Thì nhiều cách khác nhau. Được chưa? Rồi chúng ta có nhiều cách khác nhau. Bây giờ làm sao chúng ta tìm được công thức phân tử của A? Đó là câu hỏi. Chúng ta có thể xem lại lý thuyết này. Để tìm công thức của A thì chúng ta có thể như thế này. Chúng ta phải tìm được bằng được mol của x. Khi có tìm được mol x thì coi như bài toán là xong hết. Dùng bảo toàn C, bảo toàn H là xong. Bởi vì CO2 và nước đã có rồi. Được chưa? Được chưa em ạ? Rồi, thì để bài làm bài này dễ lắm em, khó đâu. Tới đâu rồi nhỉ? Đây. Ở đây mình đặt cái mol nước ở đây là T mol đi, mol đây là T mol đi. Em tính T được không? Rồi. Để tính T thì cực kỳ đơn giản luôn. Em có tổng khối lượng của hắn là 1,12 gram. Khối lượng của hợp chất hữu cơ này bằng này 12 mol CO2 cộng cho gì? Cộng cho 2 lần mol nước đúng không em? Cộng cho 16 nhân mol oxy trong x. Thế nào? 1,12 này bằng này 12 nhân cho mol C là 1,5
nhân cho A 0,04 cộng 2 lần mol nước 2 nhân A 0,04 cộng 16 nhân mol oxy. Mol oxy trong này có gì? Trong CXHIO được chưa? Thì nó, cái này là T mol. Trong T mol này có một oxy, như vậy mol oxy ở đây là bằng T. Từ đây em tính được T. Khi tính được T, khi đó em bảo toàn C, em tìm được X, bảo toàn H, em tìm được Y, là hết bài toán này. Coi kiến gì câu này không ạ? Hiểu 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 vấn đề không em ơi? Hiểu thầy ơi. Đây mình tính được là bằng 0,02. Bảo toàn C này, lấy x nhân t, t đây 0,02 bằng 1,5a nhân 1. Từ đây em tính cho thầy a bằng x bằng, ở đây mình tính được bằng 3. Y nhân cho 0,02 bằng bằng 2 lần mol nước, vì trong này có 2 hydro. 2 lần mol nước, mol nước chúng ta là A, 2 nhân cho A 0,04. Từ đây mình rút ra được Y bằng 4. Suy ra công thức bây giờ là 3 4 0 nhờ 3 4 C3H4O. Coi kiến gì câu này không ạ? Cái hay nhất của bài toán này đó là mà mình không nghĩ tới, đó là mình không dùng bảo toàn khối lượng. Đó. Khối lượng, bảo toàn khối lượng là một trong những cái bí kíp mà chúng ta sẽ sử tìm được mol hợp chất hữu cơ một cách đơn giản mà chúng ta không để ý nha. Hãy nhớ thầy cái công thức này. Công thức này là công thức gia truyền nhà thầy đó. Hãy nhớ ba đời thầy nhà thầy dùng công thức này. Rồi mình chọn câu đúng ở đây là câu A. Chúng ta xem và chúng ta hỏi. Ok, bạn có hiểu bài toán này? Bạn hiểu bài toán này như thế nào? Nói nghe xem. Hoặc là mình có thể không làm cái này, mình vẫn làm cái khác. Bạn muốn làm cái khác không? Thầy chỉ cho làm cái khác. Có thôi. Rồi, nếu ở đây mình có thể là gì? Ở đây là bằng tính được mol oxy này. Được chưa? Cách khác hả? Em tính được mol C, mol H rồi. Thì em đi tính mol O nữa. Em đặt tỷ số là mol C x trên đây này, lập tỷ số là số C trên số O, rồi số H trên số O, hiểu không ạ? C trên O và H trên O này, hiểu không? C trên O và H trên O, em hiểu không ạ? Tức là ở đây mình tìm được, ở đây là nếu bạn không hiểu được cái T này là mol của hợp chất hữu cơ luôn, thì ở đây nó là mol oxy, em hiểu không? Đây là mol oxy, em hiểu không ạ? Đúng không? Khi đó là mình lập tỷ số này, C trên O này, rồi nó sẽ bằng này, C là bằng x này, O là bằng 1 này, là bằng mol C. Mol C đâu? 1,5 nhân A. A là 0,04 chia cho thằng này là 0,02, thì mình tính nó cũng được bằng 3. Tương tự vậy, em lập tỷ số là H trên O. Hiểu không em ơi? H là Y, O là 1. Bằng 2 là mol nước, vì trong này có 2 hydro. 2 nhân cho A 0,04 chia cho 0,02 thì thằng này bằng 6. Nó sẽ là thằng này bằng 4. Nó cũng như nhau thôi. Tuy nhiên là nếu mình hiểu được là gì, trong này có bao nhiêu oxy, hiểu không ạ? CXHI này, O này, thì trong này thì chúng ta có một oxy đúng không? Nếu đây T mol thì đây là T mol, hiểu không em ơi? Hiểu 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 chứ nhỉ? Chúng ta đến ví dụ 3 nào. Đốt cháy hợp chất hữu cơ A có công thức là CXHIN, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy của bình đựng nước vô trong dư. Rồi. Đây. Chúng ta có CXHIN cộng cho oxy. Hệ số cân bằng của oxy là x cộng y chia 4. Từ giấy chia 2, giấy là oxy mà không có. Chúng ta thu được x CO2 cộng y trên 2 nước. Nitơ chúng ta là N2. Đây 1 nitơ, đây 2 thì đây là 0,5. 0,5 nhân 2 là đúng bằng 1. Rồi bạn nghe kỹ.
Ở đây chúng ta đã có tính được mol của nitơ rồi này. Và tính cho thầy mol nitơ bằng bao nhiêu? Cái thằng này là gì? Cái cm khối này tương ứng với ml. Như vậy em lấy 0,112 là lít chia cho 22,4. Mol nitơ bằng bao nhiêu? Không phải không không năm, không phải không năm nhân x chia cho 0,5 thì đây là 0,01 x mình chuyển mol. Tiếp tục 0,005 chia 0,5 rồi chia cho 2 bao nhiêu em ơi? Thì đây là bằng 0,005 y đúng không? Rồi. Người ta nói như thế này. Khí thoát ra khỏi bình. Và tăng chừng này gam và có 2 gam khí tụa. Lưu ý là khi người ta hấp thụ qua bình đựng nước vô trong thì để cho thầy là có tồn dư hay không. Nếu có tồn dư thì khẳng định là chỉ tạo ra tụa thôi. Còn nếu không có tồn dư thì em khẳng định cho thầy đó là nó tạo ra vừa tụa vừa mũi tan. Được chưa? Như vậy trong trường hợp này khối lượng bình CaOH lần tăng ở đây là khối lượng của CO2 và nước. Đây. Như vậy chúng ta có tổng khối lượng CO2 và nước đây là bằng 1,51 gam. Rồi. Cái đó này, cái lượng CO2 chúng ta sẽ được tác dụng bởi CaOH 2 lần để tạo ra cái tụa trắng cộng H2O. Được chưa nào? Có số mol thằng này là 0,01 x chuyển qua đây 0,01 x và theo để cho là tụ ở đây bằng 2 chia 100 đó. Từ đây em sẽ suy ra được x, có thêm thế vào đây em tìm được y, em bấm máy tính cho thầy đây. 0,02 chia 0,01 thì x ở đây là bằng bằng 2. Theo đây thầy bấm cùng với bạn cho nhanh này. 1,51 là tổng khối lượng sẽ bằng 44 nhân mol CO2, 0,01 nhân cho 2 là 0,02 cộng 18 lần mol nước, 0,005 7. Bây giờ nè, từ đây suy ra công thức là C2H7N. Cô đúng ở đây mình chọn là câu B. Coi kỹ nghiệm em ơi. Coi kỹ nghiệm con này không ạ? Không thầy. Chúng ta đến ví dụ 4 em. Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ ít cần oxy. Sản phẩm cháy gồm có CO2 và nước hấp thụ vào vật liệu này. Thu được cái tủa và dung dịch giảm. Đun nóng lại có thêm tủa. Điều cần chúng ta là công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Điều cần chúng ta là tìm công thức phân tử. Trời, chúng ta nghe đây. Ở trong cái bài toán này này, khi bài toán nào mà người ta cho chúng ta là công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, được chưa? Đây là dấu hiệu chúng ta sẽ tìm thông qua tỷ lệ là x chia chia z chia t, được chưa? Như vậy khi đốt cháy chúng ta chỉ thu được CO2 và nước, thì mình sẽ gọi công thức của hợp chất hữu cơ là CXHI OZ. Chúng ta đi tới dùng vô oxy tạo ra CO2 cộng cho nước. Rồi bạn nghe kỹ. Ở đây mình tính được mol O2 ở đây là 0,3 mol. Rồi. Sản phẩm cháy ở đây là gồm có CO2 và nước. Như vậy đây mình đặt là A mol, đây là B mol. Được chưa nào? Rồi bây giờ thầy sẽ dẫn đến, thầy chỉ bạn có đích để chúng ta đến này. Nha, cái đích đến này. Nhiệm vụ của bạn là phải giải mã cho tôi được cái điều này. Thầy đi tìm tỷ lệ x chia y chia z là bằng mol c chia mol h và chia cho mol gì? Mono. Được chưa? Như vậy nhiệm vụ của thầy chỉ cần tìm ba thằng này là xong. Khi đó mình tìm được cái giá công thức nguyên, công thức nguyên cũng là công thức phân tử luôn. Vì công thức đơn giản nhất khi giá trị n bằng 1. Được chưa nào? Rồi. Như vậy nhiệm vụ của mình là đi tính gì? Mà mình biết là mol c thì bằng mol CO2, đúng không? Mol hydro thì bằng 2 lần mol nước. Rồi, mà để tính được mol oxy thì ở đây mình sẽ dùng bảo toàn oxy. Mình sẽ dùng bảo toàn oxy này.
Mình có mol oxy này cộng 2 lần mol O2 này bằng 2 lần mol CO2 cộng cho mol nước này. Em hiểu thầy đang phân tích đây không ạ? Mol oxy đang đợi đúng không? 2 nhân cho 0,3 này cộng 2A cộng cho B. Như vậy câu hỏi đặt ra là tính A và tính B nữa là xong. Được không ạ? Rồi, mình để cho thầy là khi người ta hấp thụ sản phẩm trái là CO2 vào nước và bình đựng BaOH lần, bằng để cho thầy là có tồn dư hay không. Ở đây đề không nói có một tồn dư nào cả. Nếu đề không nói tồn dư thì bạn hãy khẳng định cho thầy là chúng ta sẽ thu được tủa và muối. Bụi tan, bây giờ tức là tạo ra BaCO3 và BaH2O3 tất cả hai. Nếu có tồn dư thì chỉ tạo tủa thôi. Nhớ nha. Cái dung dịch chúng ta sẽ không bao giờ chứa BaOH lần dư đâu. Vì cái tình huống đó đề hầu như không đụng. Rồi, như vậy nhiệm vụ thầy đi tính A và B. CO2 này, nước này. Đây là A này, đây là B này. Hấp thụ vào nước vô trong này. Đó là BaOH cái lần này. Thì đây chúng ta tạo ra tủa BaCO3. Có khối lượng là 19,7 gram chia cho 197 thì số mol thành đây 0,1. Được chưa? Và cái dung dịch của chúng ta ở đây chắc chắn là BaHCO3 tất cả hai. Thằng này mình cho nó là C-mol đi. Rồi, người ta cho chúng ta là M dung dịch giảm. M dung dịch giảm này. M dung dịch giảm như thầy đã phân tích cho bạn là do cái lượng tủa chúng ta sinh ra nó nhiều hơn lượng CO2 và nước cho vào. Được chưa? Chúng ta lấy khối lượng tủa trừ đi tổng khối lượng CO2 cộng cho khối lượng nước. Rồi, giảm có rồi. 5,5. Tủa có rồi. 19,7 trừ đi 44 a cộng cho 18 b, được chưa ạ? Rồi ở đây em sẽ có biểu thức đầu tiên chứa a và b, như vậy em có 44 a cộng 18 b, em lấy 19,7 trừ 5,5 14,2 đúng không em? Rồi chúng ta cần tìm một biểu thức nữa chứa A và B. Biểu thức đó là gì? Đây. Đun nóng dung dịch thì thu thêm cái tủa. Em nghe kỹ nha. Đun nóng dung dịch thì thu thêm tủa. Như vậy để có tủa thêm nữa thì nó sẽ chứa BaHCO3 tất cả hai lần. Được chưa? Khi mình đun nóng thì thằng này biến đổi về BaCO3 cộng CO2 cộng H2O. Như vậy tủa ở đây chúng ta có thêm là 9,85. Tới đây bạn hiểu chưa? Hả? Rồi thằng này C-mon thì chuyển qua đây là C. C bằng 9,85. Chúng ta chia cho 197, 0,05. Như vậy khi mình có C rồi đó. Được chưa? Khi có C rồi thì chúng ta sẽ tính được A bằng cách bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon chúng ta tính A. Có A chúng ta tính được B. Có AB thì tính được mol oxy. Sau khi đó chúng ta tìm được tỷ lệ hết. Có kiến gì không em ơi? Có hiểu ý tưởng cho để giảng tiếp. Hiểu thôi. Rồi. Khi đó em đi bảo toàn đây này, đây cho là 1 đi. Đây là 2 đi. Đây là 3. Em đi bảo toàn C cho 2. Bảo toàn C cho 2 thì chúng ta sẽ có như sau. A này bằng tủa là 0,1 này cộng 2C. Rồi nó sẽ bằng 0,2. 0,2 thì giữ ở đây chúng ta sẽ suy ra được B bằng. B bằng bao nhiêu? 14,2 trừ đi 44 nhân cho 0,2 chia 18. 0,3. Rồi, thành đi 0,3 thì từ đây chúng ta suy ra được mol oxy bằng bao nhiêu? Bằng 0,1 đúng không em? Em hiểu không ạ? Rồi, mol C là bằng mol CO2, mol CO2 là bằng A, như vậy đó là bằng 0,2. Chúng ta ghi đây này. Hydro thì bằng 2 lần mol nước, 0,3 nhân 2 là 0,6. Mol oxy chúng ta là 0,1. Như vậy, chúng ta sẽ tính được nó là bằng 2 chia 6 chia 1. Công thức bây giờ là C2H6O.
Được chưa? Như vậy ở đây mình chọn câu đúng là câu B. Cần giảng lại câu này một lần nữa không? Theo thầy thì thầy muốn giảng lại, các bạn có cho thầy giảng lại không ạ? Có lời. Rồi chúng ta chép bài đi. Tí tôi giảng hoàn toàn mới cho bạn, hay là bạn nghe tôi giảng lại một lần nữa rồi chép sau đi cho dễ hiểu. Vì đây là lần đầu tiên mình đụng cái bài kiểu như thế này. Thì nói các bạn là trong cái vườn trái của mình hấp thụ CO2 và nước, thì cái phần mà hấp thụ qua bình đựng bây giờ á thì nó sẽ khó hơn so với hấp thụ qua bình 1 và bình 2. Nghe mình nghe nghe này. Rồi. Ở đây mình gọi công thức của chất hữu cơ X là CXHI OZ. Chúng ta đi tới dùng oxy tạo ra CO2 cộng cho nước. Số mol này là 0,3 mol. Rồi. Hấp thụ CO2 và nước vào bình đựng CaOH 2 lần. Đây. Thì trong này CO2 chúng ta sẽ tác dụng với BaOH 2 lần để tạo ra tủa BaCO3. Khối lượng có là 19,7 gram. Cộng cho có dung dịch. Dung dịch đây thầy khẳng định các bạn là nó sẽ chứa BaHCO3 tất cả hai. Bây giờ đây là một này, đây là hai này. Đó. Sau đó là gì? Người ta lấy cái BaHCO3 tất cả hai lần này, người ta đem gì? Người ta đem nung nóng thì thu đem tủa. Như vậy nó sẽ là BaCO3 tủa 5 9,85 gram. Rồi cộng cho gì? CO2 cộng cho H2O. Đây là phương trình 3. Các bạn hiểu như thế này. Cái điều yêu cầu chúng ta là công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Thì nhiệm vụ của bạn trong bài toán này, chúng ta sẽ đi bảo toàn cho thầy. Đó là bảo toàn. Chúng ta sẽ tìm thông qua tỷ lệ là X chia Y chia Z. Hiểu không? Đích đến này. Đích đến này. Là chúng ta tìm thông qua tỷ lệ X chia Z. Là bằng mol C chia mol H và chia mol O. Đó. Nhiệm vụ của bạn là tìm mấy thằng này vô nữa là xong. Được chưa nào? Rồi. Đầu tiên em tính được tủa. Số mol đây là 0,05. Thì đây là 0,05. Số mol thằng này là 0,1. Rồi. Tại đây em đi bảo toàn gì? Bảo toàn C. Thì em tính được cho thầy. Em lấy 0,1 nhân 1 cộng 0,05 nhân cho 2. Thì thằng này là bằng 0,2 mol. Như vậy đây 0,2 mol. Tức là mol C đã có. Được chưa nào? Chúng ta đi tính mol H. Để tính mol H thì chúng ta dựa vào đây. M đây khối lượng dung dịch giảm 5,5. Vì sao khối lượng dung dịch giảm? Đây. Cái lượng CO2 và nước sinh ra ở một, được chưa? Thì ghi rõ này. Chúng ta có khối lượng CO2 cộng khối lượng nước này. Được chưa? Nó nhỏ hơn so với cái lượng tủa BaCO3 sinh ra tại hai, được chưa? Chính vì nó nhỏ hơn nên là gì? Phần này là phần dung dịch, phần này không dung dịch. Như đến khối lượng dung dịch chúng ta sẽ là giảm. Như vậy mình có M dung dịch giảm này. Sẽ bằng M tủa trừ đi, tủa là tủa tại hai em nha. Trừ đi tổng CO2 và nước. Đó. M dung dịch giảm ở đây thì đề cho là 5,5. Tủa tủa tại hai là 19,7. Trừ đi 44 mol CO2. CO2 mình tính được đây là 0,2 cộng cho 18 lần mol nước. Từ đây em tính cho thầy mol nước bằng bao nhiêu? Có mol nước thì chắc chắn em tính được mol H. Thế này. Không phải ba. Đúng rồi, 0,3. Mol hydro bằng hai lần mol nước, như vậy thằng đây là gì? 0,06. Được chưa? Tới đây nếu bạn nào lanh hơn thì chúng ta có thể còn oxy nữa. Chúng ta kiểm tra oxy cho thầy. Mà muốn được tính được oxy thì bảo toàn oxy thôi. Mol oxy trong này cộng hai lần mol NO2 bằng hai lần CO2 cộng cho nước. Được chưa? Nước là nước tại một em nha. Đó. Rồi chúng ta tính cho thầy mol oxy nữa là xong. Đây 0,3 rồi.
Câu 1 đúng không? Dạ. Thì đây là câu 1 này. Cái đó nó là gì? 2, 6, 1. Bây giờ, có đúng bây giờ mình chọn vẫn là câu B thế thôi. Cái nào cũng được. Bây giờ. Chúng ta phải hiểu đích đến của chúng ta là gì? Đó, phải hiểu cái đích cuối cùng của mình là gì? Cái kiến nhiều em ơi. Chúng ta đến ví dụ 5. Đốt cháy 4,64 gam 1 hydro carbon X là chất khí ở điều kiện thường. Rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ qua bình đựng BaOH hai lần. Sau các phản ứng thì thu được 39,4 gam cái tủa và phần dung dịch giảm bớt, yêu cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của hydrocarbon X. Rồi, ở đây ta gọi công thức của hydrocarbon là CHI. Chúng ta đi đốt cháy thì thu được CO2 và nước. Rồi, hấp thụ sản phẩm cháy qua bình đựng BaOH hai lần. Hãy lưu ý cho thầy đó là gì? Cái sản phẩm cháy chúng ta có CO2 và nước thì cả hai chất này đều bị hấp thụ, được chưa nào? Ở đây lưu ý là khi mình làm á, thì thông thường các bạn bị một cái vấn đề như thế này. Cứ mỗi lần cho qua đây là bạn cứ cho nó tạo tủa thôi, mà mình quên mất là gì? Nó có thể tạo ra tan. Cho đó chúng ta phải kiểm tra ở trong này có tờ dư hay không. Nếu có tờ dư thì chắc chắn là chỉ có tủa thôi. Còn nếu mà không có tờ dư thì khẳng định như thầy là có hai muối. Đó. Như vậy trong trường hợp này nó tạo ra BaCO3 tủa. Khối lượng là 39,4 gram. Cộng cho BaHCO3 tất cả hai. Như bạn kêu là giả thứ thầy nó có thể tạo ra BaOH hoặc là dư, đúng. Nhưng nếu trong trường hợp này mình có mol này mình đẩy qua đây, tới được mol CO2 mất rồi. Hiểu không em? Cái đó là gì? Khi mol CO2 có thì chúng ta tính được mol C. Tổng khối lượng có 4,64 gram thì chúng ta tính được mol H, cái đó chúng ta lập tỷ số là ít chi hết. Nếu mà làm như vậy thì dự kiện giảm bớt là thừa. Giảm bớt thừa điều này chứng tỏ là gì? Trường hợp chúng ta xét là sai. Hiểu được chưa nào? Rồi. Như vậy đây mình sẽ có như sau. Mình có m dung dịch giảm. Vậy mình giảm chúng ta sẽ bằng gì? Bằng khối lượng tủa trừ đi tổng khối lượng CO2 cộng khối lượng nước. Đây nè. Rồi. Giảm có rồi. 19,912 tủa là 39,4. Rồi, bây giờ bạn nghe kỹ. Mục tiêu của chúng ta đó là gì? Chúng ta cần phải tìm tỷ lệ X trên Y. Nghe kỹ. Ở đây ta đặt có thằng này là amon. Thì thằng này là... Đây nghe nghe kỹ nha. Cân bằng đây là X này. Đây là Y trên 2 này. Thì đây là AX này. Đây là 0,5 AY này. Được chưa? Giờ đây thầy sẽ tìm được biểu thức chứa AX và AY. Khối lượng CO2 là bằng 44 AX. Khối lượng nước là 18 nhân 0,5 AI. Em lấy 39,4 trừ đi. 39,4 trừ đi này. 19,912. 19,488. Đó. Đây là biểu thức chứa AX và AI. Và chúng ta có khối lượng đây nữa 4,64 gam. Bạn muốn làm bằng cách nào thì chỉ bằng cách đó. Bây giờ thầy chỉ bằng cách nó dễ hơn đi. Đây là một cách em nha. Cái này cũng chưa được hay lắm, tí mình chỉ bằng cách khác. Rồi, mình có này, khối lượng hydrocarbon này sẽ bằng gì? Các bạn có hiểu cái này không? Không hiểu cái này thì thay đổi. Tức là dựa vào khối lượng hydrocarbon thì thầy cũng tìm được biểu thức là AX và AY nữa, hiểu không? Khi đó ta lập tỷ số AX trên AY để A mất, khi đó thầy tìm được tỷ lệ X trên Y chọn đáp số. Hiểu được ý tưởng không ạ? 12 X này cộng Y này nhân A này bằng 4,64 này. Thì đây mình sẽ ra được 12 X A cộng
IA hay là AI cũng đi bằng 4,64. Ở đây thì sửa lại là AX. Cái đó mình sẽ có hai hằng số là AX và AI. Chúng ta bấm máy tính để tìm ra nó. Đây. Đầu tiên mình có 44 AX này. KX này giống như hằng X thôi. 18 nhân 05 là 9 AI này. 19,488 này. Dưới này là 12 AX, AI là 1 và bằng 4,64. Không phải 348 và không phải 464. Cái đó mình sẽ tính được AX. 0,348 và AI 0,464. Kiểm tra lại đi. Bây giờ đó. Cái đó em chỉ cần lập tỷ số là AX trên AI là xong. AX là 0,348 trên 0,464. Bằng bao nhiêu? 3/4 này. Ừ. À, bằng 3 trên 4 bây giờ. Từ đây suy ra trên đây bằng 3 trên 4. Rồi, xong. Như vậy 3 trên 4 thì chỉ có đáp án là gì thôi, C3H4 thỏa mãn. Bây giờ. Tuy nhiên cách làm này các bạn có hiểu không? Không hiểu thầy sẽ đổi. Các bạn có thích cái này không? Không thích thì thay đổi cách khác. Ok, mình chỉ bằng cách khác này. Cách khác thì chúng ta dựa vào yếu tố như sau. Chúng ta xuống dưới này luôn em nhé. Rồi, cái khác là thầy chỉ thay đổi có vị trí cái viên cái những cái nét màu trắng thôi. Còn những nét khác là giữ nguyên. Bỏ này. Bỏ này. Không cần cân bằng. Nghe kỹ. Rồi, ở đây thầy sẽ làm như sau, mà nghe kỹ nha. Ở đây thầy đặt đây là A mol, đây là B mol. Từ đây chúng ta sẽ tính được khối lượng CO2 và khối lượng nước đúng không? Từ đây em sẽ tính cho thầy là gì? Em sẽ có là 44A cộng 18B bằng em lấy thằng này trừ này bao nhiêu? 19,488 đúng không em? Rồi, chúng ta biết là khối lượng của X, mà X chúng ta chỉ gồm có C và H thôi. Khối lượng hydrocarbon sẽ bằng 12 mol CO2 cộng cho 2 lần mol nước. Được chưa nào? Tí mình sẽ chứng minh lại công thức này một lần nữa cho bạn hiểu. Thế để cho là bằng 4,64. Rồi, cái đó mình sẽ có là 12A cộng 2B bằng 4,64. Cái đó em tính cho thầy A và B. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? Em ra A là 0,348, còn B là 0,232 nè. Ok. 0,348 này. 0,232. Đó. Bây giờ thầy sẽ chứng minh lại chỗ này. Chúng ta nghe kỹ nha, chứng minh này. Khi cho oxy để đốt cháy hợp chất hữu cơ gồm có C và H thì bản chất là C sẽ về CO2, hydro về nước, cân bằng là 2. Để tính được khối lượng C thì chúng ta lấy 12 nhân cho mol C, mol C đúng bằng mol CO2. Để tính được khối lượng hydro chúng ta lấy khối lượng mol của hắn là 1 nhân cho mol hydro là bằng 2 lần mol nước. Như vậy chúng ta rút ra công thức là khối lượng X bằng 12 CO2 cộng 2 lần mol nước. Khi mình tính được X, tính được hai này rồi thì chúng ta lập tỷ số thôi. X trên Y đúng không? X trên Y, X là tương ứng với C là bằng mol C chia cho mol gì? Mol H. Mà mol C phải bằng mol CO2 không? Mol H phải bằng 2 lần mol nước không? Kiểu nào nó cũng ra. Bấm đi. Thì nước cũng bằng 3 trên 4 em ha. Suy ra nó là C3H4. Theo bạn thì cách nào nó hợp lý hơn? Các bạn cách nào nó hợp lý không? Em chọn cách hai này. Tuy nhiên là thầy vẫn chỉ bằng một cách nữa, bạn muốn không? Nghe luôn.
Cái này vẫn chưa là tối ưu đây em ơi. Rồi. Bây giờ thầy làm cho bạn cách 3 này. Ở đây mình có CXHI cộng cho oxy. Cách 3 chúng ta đi cân bằng phương trình CO2 cộng cho 0,5 ml nước. Khối lượng đây là 3. Khối lượng đây người ta cho chúng ta nhiêu? 4,64 đúng không em? Rồi, mình tính tổng được tổng khối lượng CO2 và nước không? Hai thằng này khối lượng nãy mình tính được là đây 19,488 gram. Nhiều hướng lắm em nha. Đây là khối lượng đề. Chúng ta lập tỷ số khối lượng đề trên khối lượng phương trình. Rồi, cái này thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Khối lượng phương trình sẽ bằng 12x cộng cho y. Khối lượng phương trình đây 44x cộng cho 18 nhân 0,5 y. Bây giờ và ở đây để chúng ta tìm ra đây á, thì chúng ta có kinh nghiệm như sau. Nghe kỹ này. Cái này thầy chỉ bạn khá là nhiều rồi. Ở đây mình sẽ tìm ra tỷ lệ XY như sau. Mình sẽ cho Y bằng 1 để mình tìm ra X là bằng một giá trị AN nào đó. Khi đó lập tỷ số X trên Y là bằng An trên 1. Đó. Được chưa nào? Rồi, chúng ta bấm cho thầy coi. Đây. 4,64 trên 12x cộng y thì cho y là bằng 1, được chưa? Để thầy tìm ra x là một giá trị nào đó. Còn không mà muốn biến đổi tay thì tùy bạn. Còn đây là mình dùng toán học để mình giải. Trên 44x cộng cho 9y. Y là bằng 1 rồi. Chúng ta tính được x bằng continue là sao ta? Ủa, em tính ra được 0,75 thôi. Máy tính này nó bị hư rồi. 0,75. Em bấm đi nó bằng bao nhiêu? 0,75 chia 1. Phải bằng 3 trên 4 không? Rồi. Bằng chọn cách nào? Đó, thầy còn cách thứ tư nữa. Bạn bạn hiểu được cái này không để giảng tiếp? Được chưa em ơi, đi tiếp nha. Rồi cái đó bạn tự hiểu nha, mình không nói nữa nha. Mình đợi dẫn cho có ba cách thầy em ơi, không có cách thứ tư đâu. Được chưa mày? Được rồi đó. Chúng ta đến ví dụ 6 em ơi. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon ở thạch khí. Ở đây mình để ý này, hydro ở cái thạch khí khi nào? CXHI này. Khi hydro thạch khí thì chúng ta nhớ thầy là số carbon của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Được chưa? Rồi, hấp thụ qua thằng này có tủa và khối lượng bình đừng tăng lên, lọc bỏ cái tủa cho pH dư vào là thu được cái tủa. Tổng khối lượng cái tủa hai lần cái tủa là chừng đó. Tìm công thức. Ui, hơi chua nhờ. Biết công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Chắc chắn ở đây chúng ta tìm tỷ lệ X trên Y rồi. Mục tiêu đây. Mục tiêu của em đó là đi tìm tỷ lệ X trên Y. Đúng không? X trên Y là tương ứng với mol C chia mol mol H. Mà mol C là bằng mol CO2. Mol H là bằng 2 lần mol nước. Được chưa? Như vậy mình đặt mol CO2 là A, mol nước là B. Như vậy chúng ta cần tìm AB nữa là xong. Được chưa? Mình có này, sản phẩm cháy chúng ta gồm có CO2 và nước. Đây là A mol, đây là B mol. Chúng ta đi tác dụng với CaOH 2 lần. Như thầy đã nói các bạn ở đây là nó tạo ra tủa và dung dịch đúng không? Thì tủa chúng ta là CaCO3. Số mol đây là 0,1 mol. Và dung dịch đây chắc chắn là CaHCO3 tất cả 2 lần. Được chưa nào? Rồi. Mà người ta cho này, khối lượng bình tăng là 16,8 gram. Khối lượng bình tăng em nha, không phải khối lượng dung dịch nha.
khối lượng bình đựng nước xe áo lần tăng lên là chừng này. Như vậy đây mình sẽ có biểu thức đầu tiên, đó là gì? Khối lượng CO2 cộng khối lượng nước là bằng 16,8. Khối lượng bình tăng là bằng tổng khối lượng CO2 cộng khối lượng nước. Chúng ta cần thiết lập một biểu thức nữa, chứa gì? Chúng ta cần thiết lập một biểu thức nữa, được chưa nào? Để tìm ra A và B. Cho nên là 10 gam tủa này. Rồi, mình nghe kỹ. Bỏ hết cái tủa nha. Bỏ cái tủa, em thiếu từ tủa. Lọc bỏ cái tủa. Cho nước lọc tác dụng với bê áo là dư, lại thu được cái tủa. Tổng khối lượng cái tủa hai lần là 39,7. Chúng ta nghe kỹ. Cái đó này, cái thằng CaOH hai lần, xin lỗi, CaH2SO3 tất cả hai. Trong trường hợp này nó không hấp thụ qua NaOH mà nó hấp thụ qua BaOH lần dư luôn. Chúng ta thu được tủa ở đây là CaCO3 cộng B. Ghi nhầm chỗ nào rồi ta? Nó có đường ghi nẻo vậy ta? Được chưa mà? Người ta nói như thế này này, tổng khối lượng hai lần cái tủa là chừng đó. Rồi bạn nghe kỹ tới đây, hiểu chưa nhờ? Bây giờ theo bạn là tổng hai lần cái tủa là 39,7 gam. Hai lần tủa ở đây là gì? Có tính cái thằng CaCO3 lúc đầu không? Có này. Tức là ở đây nó gồm CaCO3 lúc đầu đúng không, và hai thằng này đúng không? Đúng không bạn ơi? đây Yeah. đây là tủa lần một này, đây là tủa một này. Rồi hai thằng này là tủa hai này, hiểu không ạ? Như vậy đây mà đặt nó là gì? Thằng này là C mol đi. Đây là C, thì đây là C và đây là C. Được chưa nào? Đây là tủa mấy em ơi? Tủa hai. Tủa một cộng tủa hai là bằng 39,7. Bằng 10 gam tủa CaCO3 này cộng cho 100 C là của thằng này, cộng cho 197 C. Từ đây chúng ta tính được C cho thầy. C bằng bao nhiêu? C bằng 0,1 đúng không em? Dạ. Rồi C01 thì cái đó em đi bảo toàn gì? Bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon thì nó sẽ bằng 0,1 cộng cho 2C. Và bằng bao nhiêu? 0,1 cộng 2C thì đây nó bằng 0,3. Đây 0,3. Rồi chúng ta tính ra B bằng bao nhiêu? Không hai, và cái đó nó bằng 3 trên 4. Đây chọn có đúng ở đây là cô D. Thế thôi, coi kỹ như con này không à, coi kỹ như con này không. Rồi câu này thì nói lại nha, ở đây mình nhớ cái thầy này, khi người ta cho hydrocarbon ở thể khí thì cái số C của nó là đây, lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Được chưa nào? Và ở đây người ta cho công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, do đó đây chúng ta sẽ tìm thông qua tỷ lệ là x trên y. X là tương ứng với C bằng mol C cho mol H, mà mol C là bằng mol CO2, mol H là bằng hai lần mol nước. Như vậy ở đây mình đặt mol CO2 là A, mol nước là B. Chúng ta chỉ cần tìm A B là đủ. Được chưa nào? Được chưa em? Vậy là hết vấn đề rồi đó. Còn cái đoạn còn lại thì thầy đã giải thích rất rõ rồi. Lưu ý này, trong trường hợp này nếu mình sai là sai chỗ này, mình không hiểu đoạn này này. Tổng khối lượng cái tủa hai lần, lần thứ nhất là tại CaCO3, lần thứ hai là tại đây. Còn nếu không tin là mình làm sẽ sai này. Nếu mà bạn bỏ đi đi, bạn tính cho thầy C bằng bao nhiêu? Bao nhiêu em? Nó ra lẽ thôi. Đúng rồi, nó ra lẻ là chắc chắn là sai rồi. Bây giờ tủa hai lần tức là nó có nằm ở hai giai đoạn khác nhau, được chưa? Chứ không phải là tổng
hai cái tủa, hiểu khác với nhau nha. Tổng hai lần tủa với tổng hai lần cái tủa, tổng hai lần cái tủa với là tổng hai cái tủa là khác nhau. Hai cái tủa là tại đây này, thấy chưa nào?